Minh Huấn xin chào cả nhà. Hôm nay thì Huấn có nhận một chiếc xe Toyota Land Cruiser LC300 của anh Luyện đến từ Phú Thọ. Anh Luyện thì có liên hệ với Huấn cũng như Toyota Thanh Xuân để nâng cấp lên phiên bản Trung Đông. Anh ơi, anh biết em qua đâu? Anh biết em qua trên mạng, trên quảng cáo. Anh thấy làm đẹp đúng không? Bây đúng giờ rồi, anh muốn rồi. Qua Toyota Thanh Xuân đúng không? Đúng. Và chiếc xe này thì Huấn sẽ nhận của anh Luyện để làm lên bộ body kit LC Trung Đông bản cao cấp nhất. Và đây là xe hoàn toàn mới nhá. Anh Luyện thì không cũng là xem video rất là nhiều rồi, kênh Happy Car rồi, thì bây giờ quyết định là mang xe đến để làm bộ body kit Trung Đông. Và hôm nay là cái khâu Huấn nhận xe tại đại lý, và thứ hai thì Huấn sẽ làm xong xe và bàn giao cho anh Luyện. Vậy thì thứ hai anh em mình sẽ gặp nhau tiếp nhá. Và okay, em sẽ làm rất là đẹp cho anh luôn. Ok. Dạ vâng ạ. Mời cả nhà xem xe. Và hôm nay thì ngày thứ hai sau ngày thứ bảy này, chủ nhật hoàn thiện này, và hôm nay thì chiếc xe của chúng ta đã xong rồi, và chủ nhân của chiếc xe là anh Luyện đang ở đây rồi ạ. Anh ơi, hôm nay anh thấy cái xe nó khác không? Thì khác, khác lắm, lột xác hoàn toàn đấy. Vâng ạ, anh có vui không anh? Anh rất là vui. Vâng. Trước khi mà đến đây thì anh Luyện chắc là cũng đang rất là nhiều lo lắng, không biết như thế nào, nhưng mà hôm nay thì đã hoàn thiện xong cho anh cái xe rồi, cũng rất là đẹp. Và bây giờ thì đang chờ để làm lễ bàn giao xe cho anh Luyện nhé. Chiếc xe này bây giờ anh về luôn rồi. Về Việt Trì luôn. Về Việt Trì Phú Thọ luôn. Anh Luyện là đại gia về mảng vận tải ở Việt Trì Phú Thọ. Anh làm về mảng gì anh? Anh chuyên về vận tải. Vận tải đúng không? Đây em mời anh qua xem xe. Các bạn có thể thấy là cái xe này của chúng ta thì Huấn đã đánh bóng rất là kỹ cái phần mặt ca lăng trước và sau rồi. Và sau khi lắp lên body kit LC300 VXR thì chúng ta sẽ có một cái mặt ca lăng rất là đẹp ở phía trước này. Huấn cũng lắp biển cho anh Luyện luôn. Cái biển này là cái form này á, form biển dài rất là đẹp cả nhà nhá. Nếu mà mua LC300 thì hãy là làm cái biển dài cả nhà nhá. Nó cùng form với cả phần trước này, rất là đẹp. Chúng ta sẽ có những cái ốp gương cũng như là tất cả những cái chi tiết của cái bộ LC300 này. Kể cả phần bên dưới này này thì Huấn cũng lắp tháo hết cho anh, cái phần bậc lên xuống này, những cái cua lốp này là cũng thay hết này, hoặc là những cái phần ốp lốp ốp bên trong này nhá cả nhà, là đều phải thay hoàn toàn 100%. Những cái logo 70 năm hay là những cái đèn lên xuống là đều có hết cả nhà nhá. Đấy. Cái khác biệt nhiều nhất có lẽ là trước và sau anh nhỉ, cái phần body kit trước sau nhỉ. Còn lại thì nó cũng như nguyên bản thôi. Và lúc nãy thì có tháo ra hết và để lên cái xe Prado của anh Luyện rồi. Và khi nào mà anh bán đi ấy, hoặc là biết đâu một ngày nó đăng kiểm nó khó khăn thì mình lại lắp lại thôi, đúng không? Quay xa xa ra một chút. Tại vì cái xe này được 3 năm nhá, xe này xe mới thì được đăng kiểm 3 năm cả nhà nhá. Chúng đi đến thoải mái luôn. Đằng sau này là Huấn nó cho đánh bóng hết đằng sau. Đây là nguyên bản hết. Chỉ có lên đây không? Có. Vâng, lát lên tặng anh, cứ tặng hoa em chụp ảnh các thứ. Cái biển này ép thì nó cũng ok rồi đấy.
Dạ vâng. Các bạn trong hãng bao ép luôn cho anh. Lắp ốc trong em dặn kỹ càng rồi. Vâng, và chắc là bây giờ Huấn sẽ bị giao xe cho anh Luyện rồi. Thì em cảm ơn anh Luyện rất là nhiều và đã tin tưởng Huấn vào Toyota Thanh Xuân. Và hy vọng là nếu như khách hàng đang đi LC300 mà chưa nâng cấp lên bộ body kit này thì liên hệ với Minh Huấn nhé, 0848 365 77. Và anh em mình lại bắt đầu là giao xe đây. Xin chào cả nhà. Xin chào anh, cảm ơn anh ạ. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Car sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Car, chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.